Một thung lũng mưa nơi những giọt nước đổ từ đỉnh núi, bào mòn và đục rỗng những hang hốc sâu tối, mở ra những tưởng tượng bởi thạch nhũ, đá và gió, của im lặng đơn độc và chuyển động sinh sôi. Dòng nước đã hoàn thành một hành trình đầy nhẫn nại trong thung lũng thăm thẳm hoang sơ. Đón xem thiên nhiên Việt Nam, Triềng Yên thăm thẳm nước trời, phát sóng vào 22 giờ thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2021 trên VTC 14.